Theo cư dân địa phương, cây tầm dông có thân thẳng đứng, nhưng vì chen chúc trong vườn để hứng ánh nắng mặt trời, nên ngọn cây, gốc cây thường bị cong dẹo. Vì thế, bà con vùng Bảy Núi đã nghĩ ra cách làm thẳng cây bằng cách nướng qua lửa. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, người dân nơi đây tận dụng những khu vực đất nghèo chất dinh dưỡng để trồng, vì đây là loại cây rất dễ trồng và ít công chăm sóc. Trong rồi tự nhiên nó lên ớt, thì phát triển nó thì theo đặt tốt thì nó lên cây lớn, đặt sâu thì nó cây nhỏ một chút. Phát triển tự nhiên nó không cần phân thuốc gì hết. Nghề đốt lửa nướng tầm dông hay còn gọi là uống tầm dông đã tồn tại hơn 20 năm qua tại vùng Bảy Núi. Bên bếp lửa đỏ rực, qua bàn tay khéo léo của người thợ, những cây tầm dông cong queo sẽ trở nên suông thẳng. Trước đây, các tỉnh miền Tây thường chỉ bán cây tầm dông tươi. Sau khi học được nghề ở Tây Ninh, ban đầu chỉ vài hộ gia đình. Nay tại vùng Bảy Núi, rất nhiều người chọn mưu sinh bằng nghề này. Nghề uống tầm dông đòi hỏi người thợ phải biết canh ngọn lửa, chiều gió. Đây được xem là khâu khó nhất. Cây tầm dông trồng khoảng 3 năm là có thể thu hoạch. Nghề uống tầm dông chỉ làm chừng vài tháng, thường sau mùa thu hoạch là từ tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Đi học trò người ta, dồn thầy người ta, mình cố gắng mình làm. Thì trước khi uống tầm dông phải uống khúc gọc trước. Rồi để được phần nữa rồi mình để xuống ngấy rồi mới bắt đầu mình uống phần ngọn. Uống tầm dông một ngày cơ 200 cây. Nếu một cây thì 1.500. Thì cơ 200 cây một ngày. Mỗi cây á, nếu yêu nhất cũng 10.000. Thì có loại 20, 30, 40 hoặc 50 ngàn. Có 55, 60 gì tí theo vậy đó. Cây nhỏ cây lớn. Một người thợ uống tầm dông lành nghề có thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Tầm dông sau khi uống sẽ được mang đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhất là Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng. Những địa phương có các khu nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái, chế tác sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Dù rất cực nhưng cũng nhờ nó mà người dân nơi đây có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.